Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Trung Lùng FYI của mình. Video hôm nay mình sẽ không nói về các loài gián sống gần con người, thay vào đó là các loài gián kỳ lạ trên khắp thế giới. Hy vọng các bạn sẽ thích video của mình. Đầu tiên mình sẽ nói về loài gián nhỏ nhất thế giới. Loài gián này có tên khoa học là Attaphila fungicola, có khoảng 6 loài, sống chủ yếu ở Bắc Mỹ, kích thước khoảng 3mm, tương đương với một con kiến lửa ở Việt Nam. Nó sống chung và cộng sinh với loài kiến cắt lá. Thức ăn chính của nó là các loài nấm ở trong tổ kiến. Để không bị phát hiện và sống hòa mình với loài kiến cắt lá, nó tỏa ra một mùi giống như mùi của kiến cắt lá. Con trái thì có cánh, con đực thì có cánh ngắn. Vì không bay được nên nó sẽ đu lên người của loài kiến cắt lá để di chuyển đến các đàn gián khác. Loài gián có sải cánh lớn nhất thế giới. Loài gián này có tên khoa học là Megaloplasta longipennis, sống ở Trung và Nam Mỹ. Con trưởng thành có kích thước 9,7cm, chiều ngang hơn 4,5cm, có sải cánh dài tới 20cm và được ghi vào sách kỷ lục Guinness như là loài gián có sải cánh dài nhất trong thế giới của loài gián. Các bạn có thể xem hình bên dưới nhé. Loài gián gây ồn ào nhất đó là loài gián gió Madagascar, có tên khoa học là Rhopha-Dohynia botentosa, dài từ 5 đến 7cm khi trưởng thành. Loài này thì không có cánh, con đực thì có sừng, còn con cái thì không. Sống ở vùng Madagascar, phát ra âm thanh xì xì kéo dài trong lúc chiến đấu hoặc giao phối. Gián này được bán nhiều trên các trang thương mại điện tử như Amazon để làm thú cưng. Con này thì không sống trong nhà mà sống trong rừng dưới những khúc gỗ lá mục, hoạt động chủ yếu vào ban đêm, thích ăn hoa quả cây cối. Còn đây là tiếng xì xì của loài gián Madagascar, nghe như tiếng về ở Việt Nam vậy, các bạn lắng nghe nhé. Gián phát sáng. Loài gián này phát sáng y như đom đóm ở Việt Nam, tuy nhiên nó không có nhấp nháy như là đom đóm. Tên khoa học của nó là Luchi hometica luchia, được phát hiện vào năm 1939 tại một khu rừng quanh biển núi lửa đang hoạt động tại Ecuador, kích thước khoảng 2,5cm. Nó phát sáng không phải để soi đường mà là bắt chước tập tính của loài bọ cánh cứng Phenophorus. Đây là loài bọ cánh cứng có độc và các loài khác không ăn thịt bọ cánh cứng Phenophorus. Lưng của nó có hai đốm sáng lớn, một đốm sáng nhỏ, tuy nhiên đây không phải là mắt của nó đâu nhé. Đó là nơi sinh sống của các loài vi khuẩn. Nó phát sáng vì có những phản ứng sinh hóa bên trong cơ thể của chúng. Gián nặng nhất thế giới. Loài gián này có tên là gián tê giác hoặc là gián khổng lồ Queensland. Tên khoa học của nó là Macrobanetia rhinoceros, được phát hiện tại Úc và các vùng lân cận Queensland. Nặng từ 30 đến 35 gram, dài từ 7 đến 8cm. Sở thích của nó là đào hang xuống đất hơn 1m, thích ăn lá cây và tái chế các chất hữu cơ khác. Gián có màu xanh. Tên khoa học của nó là Benchelora nivea, hay còn gọi là gián Cuba, gián chú xanh. Nó được tìm thấy ở Cuba, được mệnh danh là loài gián sạch sẽ nhất thế giới. Lúc mới sinh ra nó cũng có màu nâu hoặc màu đen, sau khi trải qua nhiều lần lột xác thì nó có màu xanh lá cây đặc trưng, mắt đen và ria nâu, thích sống trong rừng, hốc cây, thích ăn hoa quả trái cây và sống hòa mình vào thiên nhiên hoa lá, rất là healthy. Gián sống ở đỉnh Everest. Tên khoa học của nó là Ebolifaga everestiana. Đây là loài gián duy nhất sống ở đỉnh Everest, nơi được mệnh danh là nóc nhà của thế giới siêu lạnh, siêu cao và siêu khắc nghiệt. Loài gián duy nhất cho sữa. Gián là loài đẻ trứng, tuy nhiên có một loài gián cánh cứng Thái Bình Dương có tên khoa học là Diloptila buntate, đẻ con và nuôi con bằng sữa. Sữa loài gián này có hàm lượng dinh dưỡng cao gấp 4 lần so với sữa bò. Tuy nhiên để nuôi và lấy được sữa gián thì khá là khó khăn. Do đó các nhà khoa học của Viện Sinh học Tế bào gốc và Y học tái sinh Ấn Độ đang nghiên cứu ghép gen sữa gián cho bò để tăng chất lượng dinh dưỡng cao hơn. Gián đầu lâu, nó có tên khoa học là Bleberus ranifer. Người ta gọi nó là gián đầu lâu vì trên tấm lưng bảo vệ đầu của nó có hình đầu lâu trông khá là bắt mắt. Loài gián này sống ở Trung Mỹ và bang Florida, thích sống ở trong rừng bên dưới gỗ mục lá mục. Nó có màu đen hoặc vàng nâu, kích thước khoảng 7cm. Người ta nuôi nó để làm thú cưng hoặc là bổ sung vào bộ sưu tập côn trùng. Và đó là những loài gián kỳ lạ trên khắp thế giới mà mình biết được. Những thông tin này mình tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet, Google, Wikipedia. Nếu có gì sai sót hay thiếu sót, các bạn hãy để lại comment cho mọi người cùng biết với nhé. Nhớ like, share, subscribe. Cảm ơn các bạn.